Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Thúy, huấn luyện viên của Livan Sport. Trong quá trình tập luyện cũng như hướng dẫn cho các học viên, mình nhận ra rằng những bài tập mông, bụng, đùi tưởng rằng như đơn giản nhưng lại rất dễ gặp phải những lỗi sai kỹ thuật, không những không mang lại hiệu quả mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là vóc dáng của chúng ta, phải không ạ? Vậy thì ngày hôm nay Minh Thúy và Livan Sport sẽ chỉ ra những lỗi sai này để giúp cho các bạn gymmer có thể tập luyện đúng cũng như là tránh gặp phải những lỗi sai này nhé. Trước tiên Minh Thúy sẽ chỉ ra những lỗi sai đối với các bài tập chân mông. Với các bài tập chân mông thì hẳn ai cũng biết tới bài tập squat, phải không ạ? Tuy nhiên đây lại là bài tập mà Minh Thúy nhận thấy rằng có rất nhiều người tập sai. Vậy thì ngay bây giờ Minh Thúy sẽ chỉ ra những lỗi sai đầu tiên của các bài tập squat nhé. Ví dụ phổ biến nhất mà mình có thể chỉ ra đó chính là rất nhiều bạn khi tập squat luôn giữ tư thế cúi đầu cong lưng. Lỗi sai này đặc biệt nguy hiểm khi các bạn kết hợp với tập tạ nặng vì cong lưng sẽ tạo áp lực lên các địa đệm của sống, dễ gây chấn thương. Do đó khi tập động tác này các bạn cần chú ý là hãy giữ sao cho vai, lưng, mông thẳng hàng và đừng quên siết chặt mông khi hoàn thiện động tác. Tiếp theo đến động tác lunge. Ở bài tập này thì thường thấy các bạn hay bị gù lưng, gối sau chạm sàn và đẩy gối về trước quá mũi chân. Động tác này tập đúng thì cần phải để gối cách sàn, hai gối vuông góc, siết chặt bụng để giữ thăng bằng. Cam đoan bài tập này 99% các bạn đã, đặc biệt là các chị em, đã từng tập ít nhất một lần, hoặc 100% các bạn đều đã thấy nhiều hình ảnh của các bạn nữ trong tư thế bài tập này ít nhất một lần trong đời. Tuy nhiên, với tư thế tập bị sai, ví dụ cụ thể là các bạn thường đá chân lên rất cao với hy vọng càng cao sẽ càng tác động vào mông. Nhưng càng đá chân lên cao thì lại càng không sử dụng được cơ mông mà chỉ càng tạo thêm độ võng lớn ở lưng dưới. Thực tế là bạn đang sử dụng lưng dưới để hoàn thành bài tập chứ không phải là cơ mông. Từ đó có thể thấy tư thế sai dẫn tới hai hậu quả: đau lưng và cảm nhận mông kém. Để sửa động tác này các bạn chỉ cần thay đổi về cách chuyển động của chân. Mục tiêu là sẽ đá ra sau, gót chân hướng lên trần nhà, nhưng đừng quá đà và đừng quá nhanh. Các bạn hãy đá chậm, cảm nhận cơ, tuyệt đối không đá quá cao. Và đặc biệt, các bạn hãy luôn luôn siết chặt cơ bụng ở động tác này. Các bạn đá càng cao thì lại càng sử dụng nhiều lưng dưới, xương chậu sẽ lại bị xoay về phía trước.
Bài tập cuối cùng trong các bài tập mông đùi mà ngày hôm nay Minh Thúy muốn chia sẻ các bạn về lỗi mà các bạn hay mắc phải, đó chính là các bài tập về deadlift. Đối với bài tập này, các bạn thường hay mắc phải lỗi không gồng chặt lưng trên. Các bạn có thể thấy là khi chúng ta mắc lỗi này thì phần đốt sống cổ phải chịu áp lực rất lớn. Để lại hậu quả đó là sau khi các bạn tập xong động tác deadlift, chúng ta sẽ cảm thấy đau mỏi vai và lưng và cổ. Do đó khi thực hiện động tác này, các bạn cần lưu ý gồng chặt lưng trên để có thể bảo vệ cho đốt sống cổ nhé. Trên đây là một vài lỗi sai mà Minh Thúy chia sẻ đối với các bài tập mông và chân. Phần 2 của video, Minh Thúy sẽ chia sẻ về những lỗi sai thường gặp khi các bạn tập các bài tập bụng. Thời gian gần đây, Minh Thúy nhận được rất nhiều câu hỏi rằng tại sao các bạn tập luyện bài tập bụng rất chăm chỉ, đều đặn và thường xuyên nhưng lại không hề có hiệu quả, mà khi tập xong lại cảm thấy đau ở phần lưng dưới. Vậy thì ngay sau đây, Minh Thúy sẽ chia sẻ những lỗi sai các bạn thường gặp khi tập những bài tập bụng này để chúng ta có thể khắc phục cũng như là đạt hiệu quả cao nhất đối với các bài tập bụng. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Lỗi sai đầu tiên phải kể đến khi các bạn gập bụng, đó là tốc độ gập bụng quá nhanh và đã có sự hỗ trợ của các nhóm cơ khác làm cho bài tập của bạn giảm đi hiệu quả. Ngược lại, nếu các bạn tập đúng, các bạn sẽ thấy bài gập bụng của mình khó hơn rất nhiều khi tốc độ chậm hơn, gồng chắc cơ bụng và không có sự hỗ trợ của các nhóm cơ khác, chủ yếu là nhóm cơ lưng. Ở bài tập này, phần thân trên của các bạn sẽ giữ cố định. Vì thế, để cơ bụng hoạt động, các bạn cần phải tập bằng cách nhấc mông lên khỏi ghế. Tuy nhiên, ở phần này các bạn lại mắc lỗi sai là giơ chân lên quá cao đầu. Các bạn chỉ cần nhấc mông lên khỏi ghế, dồn lực gập bụng và không nhấc chân lên. Đối với kiểu tập này, chân các bạn được giữ cố định bởi dụng cụ hỗ trợ, do đó bạn phải tập trung vào phần gập bụng hơn. Tuy nhiên, nhiều bạn chưa làm đúng điều này, gập bụng khá hời hợt và gần như cơ bụng không được gập vào. Động tác này thì bạn cần gập bụng dứt khoát và tập trung dồn sức vào phần cơ. Plank là một động tác mang lại rất nhiều tác dụng, giúp bạn nâng cao sức bền, có vòng hai thon gọn và đặc biệt làm giảm chứng đau lưng, cải thiện tư thế. Tuy nhiên, nếu tập sai, bạn rất dễ bị chấn thương ở phần cổ hoặc lưng. Một số lỗi phổ biến khi các bạn plank thường mắc phải đó chính là vọng lưng, đưa mông lên cao hoặc đặt hai tay quá gần nhau khiến xương bả vai không vững. Để thực hiện động tác chuẩn xác, bạn cần chống khuỷu tay thẳng dưới vai, tạo thành một góc 90 độ, siết chặt mông, gồng chặt bụng, hai chân rộng bằng hông hoặc vai, người tạo thành một đường thẳng, mắt nhìn về phía trước,